Thu nhập bình quân đạt gần 39 triệu đồng một người một năm, chỉ có 5 hộ nghèo khi kết thúc năm 2021. Thôn vùng cao Nậm Giàng được coi là điểm sáng trong phát triển kinh tế xã hội của xã Dền Sáng, huyện Bát Sát. Những đổi thay trong cuộc sống của 117 hộ dân nơi đây có một phần không nhỏ từ việc gương mẫu đi đầu của bí thư chi bộ Tần Phù Liều. Cách đây 5 năm, anh Tần Phù Liều đã đầu tư hệ thống chuồng trại chăn nuôi kiên cố và thực hiện nuôi nhốt lợn đen bản địa theo hướng hàng hóa. Tiếp đến là chăn nuôi ngựa. Từ phát triển chăn nuôi, đời sống kinh tế của gia đình bí thư chi bộ Tần Phù Liều đã không ngừng được cải thiện và nâng cao. Đi đầu làm gương mẫu cho đảng viên làm theo, xong là với tất cả đảng viên tuyên truyền đến nhân dân, chuyển dịch cơ cấu để trồng các loại lúa có năng suất cao hơn. Thấy chú Liều nuôi lợn bản địa cho hiệu quả kinh tế, gia đình cũng học theo. Một năm bán cũng được vài chục triệu. Mình cũng vận động con cháu cố gắng làm theo chú Liều để phát triển kinh tế, được vào đảng. Từ sự gương mẫu của bí thư chi bộ Tần Phù Liều, các đảng viên khác và bà con trong thôn cũng tích cực làm theo, tham gia vào các mô hình phát triển kinh tế như dự án trồng chanh leo, trồng cây lê VH6, dự án mở rộng phát triển vùng chăn nuôi ngựa của huyện Bát Sát. Thêm vào đó, để nâng cao thu nhập, vụ đông năm 2021, nhân dân tham gia sản xuất 12 hecta cây vụ đông. Đồng chí này cũng đã từng đi đầu trong những cái việc mà thực hiện mọi cái. Thứ nhất là về phát triển kinh tế, về gia đình, như là chăn nuôi và trồng một số cây ăn quả, cũng như là một số là đặc biệt mới như kinh doanh. Rất nhiều, thứ nhất là từ đảng viên cho đến nhân dân cũng đã học tập kinh nghiệm của đồng chí bí thư. Với sự tích cực của bí thư chi bộ Tần Phù Liều cùng 23 đảng viên khác trong chi bộ và sự ủng hộ của nhân dân, Nậm Giàng đang tự tin duy trì thành quả thôn kiểu mẫu và phấn đấu nâng cao thu nhập bình quân của người dân trong thôn đạt 41 triệu đồng vào cuối năm nay.